Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em nè, 034 830 843. Rồi, em cập nhật mấy cái món hàng mình đã bán hay là còn á ở dưới cái tiêu đề của cái video. Mọi người xem qua ha. Coi có món nào nó còn thì mình liên hệ mình mua ha mọi người. Rồi, mọi người nhớ bấm vô đăng ký kênh để mình nhận mấy cái thông báo có video mới lên ha. Rồi hôm nay là cái video 90. Em giới thiệu mấy cái món đồ này. Món số 1. Ở đây. Số 1 mọi người. Một là cái đây gọi là cái chân ha, cái giá để cho mấy người chơi nhạc đó mọi người. Đây. Mọi người hình dung được. Đây cho mấy nhạc sĩ hay ca sĩ nữa. Chơi nhạc á, nó sẽ có cái bàn để cái tập ở đây ha. Đây là cái tập nhạc á. Đây nó có chân đứng nè. Đó, ba chân nó sẽ đứng như vậy. Nó bung ra rất là rộng ha. Ở đây đây. Đó. Đứng rất là vững chãi. Rồi đem đo chiều cao của nó bung hết cỡ rồi nha. Đây thì cái camera em quay hết nó không được ha. Để em bung hết rồi em đo ha. Rất là cao luôn. Đây. 6 tấc. 1m2. Một mét bốn mươi lăm mọi người. Cái chân này là 1m45 là tính cái cây này không nha. Còn cái giá để tập là nó thêm giá để tập nè, giá để tập nó chiều. Rồi mét 45 ha. Còn đây kích thước cái giá để tập đây. 20 khoảng 25 ha. 25 nhân 50. Đây 25 nhân 50 mọi người. Cái này của Nhật sản xuất luôn nha mọi người. Đóng mã Japan luôn. Đây nó sắp gọn, xếp gọn lại là như thế này ha. Đây nó đóng của Nhật nè. Đây nó xếp gọn lại là khoảng 60 cm. Mở dài ra là khoảng 1m45 nha mọi người. Chiều cao 1m45. Rồi, cái chân này có mã là 9001 nha. Giá bán là 450 ngàn. Chỉ 450 ngàn nha. Rồi, tiếp theo là món số 2 mọi người. Đây là món số 2 là nguyên cái bộ khoan, mũi khoan ha. Đây nó về nhiêu đây ha. Làm bán hết nhiêu đây nha mọi người. Không có bán lẻ ra. Nó về số cũng nói chung là nó có số nào sợ đó ha. Đây. 4.5 nè, 48 nè. 6 ly, 3 ly. Năm ly, sáu ly nè. 4.8, 4.0. Đây coi như là 3, 4, 5 nè. 3, 4, 5.
Cái này nó có khoan tường nè, khoan sắt trong đây nha mọi người. À, nó cũng tùm lum ha. 4.8 2 muỗi. Rồi 6 ly 2 muỗi ha. 4.5 1 muỗi. Khoan tường nè, khoan tường 6 ly nè. Đây 2 muỗi khoan tường 6 ly. Cái này cũng khoan tường nha mọi người. 2 muỗi khoan tường 4 ly 8 luôn. Còn mũi này là khoan sắt 4 ly rưỡi. Rồi mũi này khoan tường 5 ly. Cái này khoan sắt 30 ly. Cái này khoan sắt 4 ly. Rồi tổng cộng là 2 4 6 8 cái mũi khoan mọi người. 8 mũi khoan của Nhật này em bán là 400 ngàn. Đây nó cũng nhiều thương hiệu ha. Đây là Bitman. Cái này Kobeco. Kobeco nè, Kobeco. Sanco. Rất nhiều thương hiệu luôn. Đây rất nhiều thương hiệu. Rồi bộ mũi khoan này có mã 9002 ha, giá 400 ngàn. Tiếp theo là một cái ly uống nước. Cái ly nước của đây ly nước của Nhật ha. Nó sản xuất tại Trung Quốc. Là nó xuất cho thị trường Nhật nha mọi người. Đây. Cái này nó cắn xíu nè. Thương hiệu nó nè. Tiếng Nhật không ha. Đây cái hương hiệu nè. Cái ly uống nước. Cái ly giữ nhiệt á. Kích thước nó là 22. Đường kính lớn nhất là 8 cm. Đây nó thiết kế để chặn đá lại nè. Ly này còn giữ rất là tốt. Mọi người đây xem. Đó mọi người bỏ đá vào đây ha. Rồi nó sẽ chặn lại. Rồi. Đó. Còn rất là chắc luôn. Nó kín, rất là kín. Mọi người lấy ra bặn nó qua. Lấy. Bỏ đá vô mình chế nước ra. Nó không có rớt đá ra ha. Cái này dung tích khoảng 500 ml ha mọi người. 500 ml ha. Nửa lít á. Rồi cái ly này có mã là 9003 nha, giá 200 ngàn. Tiếp theo là một cái xô nước đá cái ca à, cái gọi là cái bình nước đá cũng được. Bình giữ lạnh nha mọi người. Đây là cái bình chuyên giữ lạnh. Này nó có dấu mũi tên nè, mình vặn tới đây ha. Mũi tên này là cái vòi nước. Đây. Đây mình lấy nước bằng cái vòi này nè. Chế ra ha. Rất là tiện luôn. Đây còn rất là đẹp, rất mới luôn. Này nó như mới ha. Trắng phiếu à. Thiết kế dày nè. Để giữ nước, giữ lạnh, giữ đá. Cái bình này nó rất là to. Đây, đường kính nó là 13 luôn. Đó. Cái mức này là mình vặn tới đây nha mọi người. Đừng có vặn, cố vặn nữa. Nó chỉ cho mình vặn ở đây nè. Nó giống mũi tên á. Thiết kế là để vặn tới đó ha. Chiều cao nó 28 cm luôn. Đây thương hiệu nè. Còn rất là đẹp.
Rồi cái bình này có mã 9004 ha, giá 450 ngàn. Tiếp theo là em về một cái cọng dây mài khuôn nữa nha mọi người. Đây cọng dây mài khuôn, cọng dây mài khuôn 6 mm, đây 6 mm ha. Đó cốt này là 6 mm nè, đầu này nó kẹp cũng khoảng từ 6 mm trở xuống ha, kẹp nhanh đây. Nó thiết kế là kẹp nhanh đó, 6 mm đến 0.5 mm luôn, nhỏ nhất luôn ha. Rồi đặc biệt ở đây nó có cái đầu bơm mỡ vô nha mọi người, là hai cái đầu bơm mỡ nè, rất cần khi mình sử dụng nhiều ha, sử dụng lâu dài mình bơm dầu vô đây đó. Nó có cái mình phải có kiếm cái cần bơm á, gắn vô đây và bơm dầu vô, bơm mỡ bò vô đó, xài nhiều là mình phải bơm mỡ bò vô ha. Cọng dây này chiều dài nó là 90 cm nha mọi người, chiều dài 90 cm. Này kích thước cái tay cầm nè, rất là gọn, thiết kế này nó thiết kế rất là gọn ha, rất là gọn luôn cầm. Rồi cái dây mài khuôn này có mã là 9005 ha, giá 600 ngàn. Rồi tiếp theo về một cái bình chứa nhiên liệu của Nhật nha mọi người. Đây là cái bình chứa nhiên liệu nè, rất là đẹp. Đây mọi người xem tổng thể nó ha, đây rất là đẹp từ trong ra ngoài ha. Đây bên dưới nè, đó đó, bên dưới là do nó xài nó để dưới đất á, nó hơi chày xíu nè, xíu à, không ảnh hưởng gì luôn. Bên trong là còn như mới luôn nha, chưa có tình trạng mà xét hay gì hết, nó còn xanh ương vậy. Cái chất xi bên trong á, đây nó còn xanh ương à, chưa có dấu hiệu xét ha. Nó có mấy cái vách ngăn trong đây nữa nha mọi người, tại vì mình đựng cái dung tích nước nó lớn á, nên nó cần làm mấy cái vách ngăn để cầm đi nó an toàn, hoặc để trên xe á, chạy nó sẽ an toàn. Cái bình này chứa là 20 lít ha, đây 20 lít, một dung tích rất là lớn mà nó thiết kế rất là gọn luôn. Đây 20 lít, đó mọi người xem kỹ ha, đây thương hiệu nè, đây là cái nắp, nắp bình xăng. Đây là nó chuyên dụng để chứa xăng dầu nha mọi người. Có một cái van xả khí rồi nữa nè, xả hơi ha, khi mà đi xa cái gì á phải xả nó để nó nén hơi kín quá không an toàn. Đây là kích thước nó nè, đây tính luôn cái mép cái ghìa chống sóc nó nè, là nó dài cỡ 44 thôi mọi người. Rồi chiều cao là 25, bề ngang nó là 30 mọi người đó, chứa 20 lít. Rồi cái bình chứa nhiên liệu này có mã 9006 ha, giá bán là 1.700.000. Rồi tiếp theo là một cái mỏ hàng mọi người, em về mỏ hàng nữa. Còn mỏ hàng này điện 100V ha, mỏ hàng Nhật điện 100V, mỏ hàng của God nè, God điện 100V, công suất là 100W luôn, mỏ hàng 100W. Đây mũi đồng nó còn nhọn luôn ha mọi người, còn tròn nhọn nè. Cái dòng mỗi hàng này thì nó lên nóng thì chậm,
so với mấy cái món hàng mà nó mũi màu trắng á, lại cán nhựa á, thì em thấy là nó lên nhanh hơn. Mũi này thì là nó lên chậm nhưng mà nó lại nóng lâu hơn, nó rất là lâu nguội luôn, nên là khi mà nóng rồi thì nó sẽ rất là nóng, nó giữ được độ nóng cao, ít tốn điện. Rồi cái mỏ hàng này có mã là 9007 ha, giá 250 nha, mỏ hàng 100W, điện 100V. Rồi tiếp theo là một cái về một cái đồ gọi là cái đồ để dẫn thú cưng ha, dẫn chó, mà dẫn chó đi. Đây là dây xích chó nè, xích nó dẫn đi ha. Đây là dây nó nè, đây nó có thể bấm để dừng lại đó. Đó. Dây rút, dây này nó dài là 5 mét mọi người. À, cái cọng dây này là dài 5 mét, là tổng dây này luôn nè, là dài 5 mét nha. Nó rút bên trong đây là rất là gọn, dài 5 mét. Mà nó đặc biệt cái thằng này của Đức sản xuất nha mọi người, đây Germany luôn à, made in Germany, thương hiệu là đây Vexi. Đó, dây còn rất là chắc, rất là chắc ha, có cái móc khóa zin theo cái bộ này luôn nha, nguyên bộ zin hết đó, dây 5 mét lận. Rồi cái đồ xích chó này có mã là 9008 ha, giá bán 400 ngàn. Tiếp theo là một cái bộ của xài cho thú cưng nữa nè, lược chải lông ha, với lại hai cái cắt móng. Ở đây em có một cái cắt móng nhỏ nè, còn mới tinh. Đây cắt móng á, cắt móng chó đó. Đây là một cái cắt móng lớn hơn ha, đây lưỡi rất là đẹp luôn, chưa sử dụng. Đây của Nhật mọi người nè, thương hiệu là đây, dùng cho thú cưng á. Đây hai loại nha, một loại nhỏ loại lớn này mọi người đó, mọi người có thể so sánh ha, cắt chó con và chó lớn á. Rồi ba món này có mã là 9009 ha, giá 300 ngàn. Rồi hôm nay cuối cùng là em có một cái bộ bánh xe. À, cái bộ này đặc biệt, nó cũng bốn bánh, nhưng mà nó đặc biệt là nó dùng cái loại dùng để tải nặng cao nha mọi người, dùng tải nặng ha. Ở đây là cái bánh đúc bằng thép nè, nó khác mấy dòng trước là bánh đúc bằng nhựa. Bánh bằng thép và cái mặt này mặt bằng nha, nó sẽ tải cao, tải nặng á, tải hàng nặng à. Nó vẫn dùng ba bạc đạn, một bạc đạn, hai bạc đạn nè, ba cái bạc đạn nè, ốc nó có gòn chống bung ra luôn. Hàng này xuất cho thị trường Nhật rất là chuẩn luôn nha mọi người, thép rất là dày, đây thép rất là dày, một bộ nó cũng khá là nặng luôn đó. Khóa nè, khóa thì nó sẽ khóa cái bánh đứng lại luôn, đứng hết 4 chiều 3 chiều ha. À, bánh dưới là bốn hướng, khóa luôn cái bánh này nữa, khóa luôn cái cốt này ha. Cái bánh này nó tải cỡ 400 kg nha mọi người. Đây là nguyên cái vành nó bằng thép đúc nè, đúc bằng thép ha. Đây em đo kích thước cho mọi người xem ha. Đây tổng chiều cao nó là 10,5 cm. Đường kính cái bánh này là, đường kính bánh này 7 phân rưỡi mọi người. Bề ngang cái bánh là 3 phân ha. Rồi con ốc này có đây, con ốc này mọi người xem đây, ổ bắt ốc nè, đo luôn. Đó
Rồi mỗi bộ là có 4 bánh nha mọi người. Bán bộ là 4 bánh. Nó sẽ gồm là hai cái bánh có cái khóa này. Đây hai bánh có khóa nè. Và hai cái bánh trơn này nha mọi người, hai bánh không khóa. Là thành một bộ 4 bánh. Để mình bắt vô kệ này kia đó. Rồi bộ này có bộ bánh xe này có mã là 9010 ha. Giá là 650.000. Rồi, em xin kết thúc cái video ở đây ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp mọi người trong các video tiếp theo.